never was a leader. Never had a thing for fairy tales. I'm really a believer. Small voice in the choir. Guess I never dared to know myself. Can my heart be quiet? But then there was you. Then there was you. Yeah, then there was you. Pull me out of the crowd. You were telling the truth. You were telling the truth. Yeah. I got something to say now. 'Cause you told me that there's no way I couldn't go. Nothing I couldn't do. Hey, yeah. Capital letters. You put a crack in the shadows, and you told me it's okay to be the light. Don't have to swim in the shallows. No, no. And I wanna get drunk with you. When we lie so still, but you're taking me places, holding me onto you. And we don't care who's watching us, baby. Then it was you. Then it was you. Then it was you. Pull me out of the crowd. You were telling the truth. Started in the strangest way, didn't see it coming. Swept up in your hurricane, wouldn't give it up for nothing. Now I'm all caught up in the highs and the lows. It's a shock to my system. I don't wanna run away, so I stay. My head gets messy when I try to hide the things I love about you here. Kính thưa toàn thể quý vị, trong buổi lễ ăn hỏi ngày hôm nay, hai cháu Thế Toàn và Phương Linh qua một thời gian quen biết, tìm hiểu, yêu thương nhau, hai cháu đã về thưa chuyện và được sự đồng ý chấp thuận của hai gia đình. Nhân ngày này tháng tốt, gia đình Hòa Nhà Trai chúng tôi xin được có những mâm sính lễ để xin trao dâng lên gia đình ông Công Giang, để xin hỏi cháu Phương Ninh về làm vợ
cháu Thế Toàn gia đình nhà chúng tôi. Và xin phép gia đình nhà gái cho phép gia đình nhà trai xin được dâng những mâm sĩ lễ tới gia đình nhà gái. Sau lời giới thiệu thành phần tham dự của gia đình và một đôi lời phát biểu chấp thuận lễ ăn hỏi của gia đình họ nhà trai, trân trọng kính mời và rất mong toàn hữu trường cũng chào đón bác trưởng đoàn gia đình họ nhà gái bằng một trào tay thật nồng nhiệt. Xin mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bạn, kính thưa các vị khách quý của bên họ gia đình nhà trai và nhà gái, tôi xin giới thiệu, tôi là chú của cháu Trang Linh của gia đình. Tôi xin đại diện cho họ nhà gái nên có lời phát biểu. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa các vị khách quý của hai họ. Vâng, qua một thời gian tìm hiểu của hai cháu Trang Linh và cháu Thế Toàn và được sự đồng ý của ông bà ông Đang cũng như ông bà Thế Bùi, hôm nay gia đình qua đây thì tôi cũng xin tiếp nhận thay mặt họ nhà gái tiếp nhận các lễ phẩm của gia đình nhà trai đưa sang. Vâng, và xin chúc các cụ, các ông, các bà chúng ta trong lễ có mặt trong lễ hội ngày hôm nay một sức khỏe. Chúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ có một gia thất hạnh phúc và có một cuộc sống gia đình cũng nhân viên mãn như lúc bắt đầu năm học. Vâng, đây là lời tiếp nhận cũng như lời phát biểu của đây là nhà gái chúng tôi. Với đây là mom and dad, I jumped the fence and I ran.
Xin quý vị hân hoan nồng nhiệt chào đón quý vị đến với tiệc cưới của các bạn trẻ Phương Linh và Thế Toàn trong ngày hôm nay. Nhận được lời mời từ gia đình rất vui cho phép Ngọc Lâm ngày hôm nay có mặt tại đây để tổ chức tiệc cưới cho các bạn trẻ Phương Linh và Thế Toàn. Cho phép Ngọc Lâm xin được thay mặt chú rể cô dâu cùng với hai bên gia đình xin gửi quý vị với một lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân tình, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Vâng, tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình luôn luôn là một sự kiện trọng đại mang quyết định tới hạnh phúc của cuộc đời với một con người. Và các bạn trẻ Phương Linh và Thế Toàn đã cùng nhau trải qua rất nhiều sóng gió, rất nhiều khó khăn, rất nhiều cung bậc cảm xúc trong tình yêu. Và ngày hôm nay nguyện ước trở thành thân một nhà của Phương Linh và Thế Toàn chính thức trở thành hiện thực. Và ngày hôm nay quý vị có mặt tại đây với chúc một lý do để chúc cho Phương Linh, Thế Toàn trăm năm hạnh phúc trọn đời bên nhau. Và ngay sau đây xin mời quý vị chào đón bước lên đài hoa hạnh phúc sự hiện diện của hai ngôi sao sáng nhất trên bầu trời hạnh phúc trong ngày hôm nay. Và xin toàn thể quý vị sẽ dành một tràng pháo thật lớn để chào đón sự hiện diện của hai nhân vật quan trọng lộng lẫy nhất trong ngày hôm nay. Và mời quý vị sẽ dành một tràng pháo thật lớn chào đón sự hiện diện của chú rể Thế Toàn và cô dâu Phương Linh. Xin mời. Hôm đang bước lên đài hoa hạnh phúc nhất ở đây là sự hiện diện của hai nhân vật quan trọng lộng lẫy nhất trong ngày hôm nay. Và ngày hôm nay mình với một điểm đến cùng một bước ngoặt rất quan trọng trong cuộc đời của hai bạn. Thứ chấp nhận thăng hoa của hạnh phúc cho phái Ngọc Lâm sẽ được phỏng vấn nhỏ chú rể một chút là cảm xúc của chú rể bây giờ là như thế nào ạ? Xin mời ạ. Các vị quan khách của hai bên, cảm xúc của cháu của con bây giờ là cảm thấy rất là vui sướng và hạnh phúc ạ. Cuối cùng thì con cũng đã lấy được vợ, tìm được bến đò cuối cùng của đời mình rồi ạ. Rất tuyệt vời, và ngày hôm nay thì hai bạn đã chính thức nên duyên chồng vợ. Cho phép Ngọc Lâm chúc cho hai bạn trăm năm hạnh phúc, có một cuộc sống đi tràn đầy sung túc, sống không có bức xúc, sinh con đầu lòng thì giống bố y như đúc, đẹp như cành trúc, mặn mà như hoa cúc, khỏe như máy xúc, mạnh như máy hút, đổ sang vào là múc. Và tương lai con của hai bạn sẽ là kiến trúc sống ở bên Úc. Đây là tôi muốn chúc theo tư duy của kiểu Úc. Và nếu như lời chúc hay, rất công ty dành tặng cho hai bạn một tràng pháo thật lớn các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và để có được giây phút hạnh phúc như ngày hôm nay, chú rể cô dâu không thể quên được công lao trời biển của các bậc làm cha làm mẹ, những người đã tạo ra hình hài và đem đến hạnh phúc cho hai người đẹp như hôm nay. Chúc được thăng hoa của hạnh phúc cho phép ban tổ chức trân trọng kính mời sự hiện diện của chủ hôn gia đình nhà gái, sự hiện diện của ông bà công giang là song thân của cô dâu bước lên đài hoa hạnh phúc. Trân trọng giới thiệu kính mời sự hiện diện của song thân chú rể chính là ông bà Tiến Mưu là chủ hôn của tình nhà trai cùng bước lên đài hoa hạnh phúc. Xin mời. Trên đài hoa hạnh phúc lúc ở đây là sự hiện của đài gia đình hạnh phúc, những người đã tạo ra hình hài và đem đến hạnh phúc cho hai người đẹp nhất hôm nay. Và chúng ta cùng Lâm sẽ được kính mời gia đình sẽ cúi chào ra mắt toàn thể quý vị và sẽ quý vị sẽ được một tràng pháo thật lớn để thi tiếng pháo chúc mừng hạnh phúc. I can feel.
finally breathe. When I'm today I held flowers and I dressed in white. I made a promise and my mother cried. And every moment till this one right now, fades in the shadow of the love that we found. 'Cause I never knew love like you showed. You.
The summer rain is passing over, and it feels like a dream. I could run and look for shelter, but you hold on to me. I'm under your skies, I'm caught in your eyes. Don't you know you stop the round, and all that I can see is you. I'm standing where the lightning strikes. I know this doesn't happen twice. You must be my once in a lifetime, in a lifetime. You must be my once in a lifetime. Kính thưa các cụ, các ông, các bà. Kính thưa các cô dì, chú bác, cậu mợ, anh chị em hai bên gia đình. Lời đầu tiên, thay mặt cho đại diện phái đoàn nhà trai, xin gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể quan viên hai họ có mặt trong ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay nhân ngày lành tháng tốt, phái đoàn gia đình nhà trai chúng tôi xin được giới thiệu có đầy đủ các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác đại diện cho họ, gia đình, cháu, thế toàn. Ngày hôm nay chúng tôi có cơi trầu để đến trình và xin phép họ gia đình nhà cái để đón cháu Phương Ninh về gia đình nhà trai tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu và chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Chúc cho hai họ chúng ta kết mối thông gia bền chặt và xin thay mặt cho gia đình nhà trai xin được một lần nữa có lời cảm ơn chân tình tới sự đón tiếp rất nồng hậu và nhiệt thành của họ gia đình nhà gái. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. We sit out at the first light. We lit up with the sunrise. Gets my heartbeat running wild when you're here by my side. Our chance, take it now. We will go from this day on.
open arms, we can own it. All these dreams we can run down. Stars align, perfect harmony.
cảm ơn và nồng nhiệt chào mừng diện diện của các quý vị đại biểu, khách quý, các quý ông quý bà, cùng toàn thể quý vị và các bạn đang có mặt để chúc mừng Trư Nhường, Thế Toàn và Phương Linh trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Và lần đầu tiên xin được thay mặt trung tâm tổ chức sự kiện Tân Việt Bắc và 20 gia đình xin kính gửi tới toàn thể quý vị và các bạn lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể quý vị và các bạn thân mến, một không gian tuyệt vời đang chào đón sự có mặt của toàn thể quý vị và các bạn trong ngày trọng đại nhất của chú rể Thế Toàn và cô dâu Phương Linh. Ngày hôm nay cùng với lời cảm ơn trân trọng của gia đình, đó là tình yêu thương trăm năm của chú rể Thế Toàn và cô dâu Phương Linh đang được nồng nhiệt chào đón tới sự có mặt của toàn thể quý vị đang hiện diện trong một không gian đẹp nhất tại trung tâm tổ chức sự kiện Tân Việt Bắc để cùng dõi theo những bước chân tình yêu trăm năm của Thế Toàn và Phương Linh. Kính thưa quý vị, và giây phút trọng đại này chúng ta sẽ cùng dành sự chú ý lên sân khấu và dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chào đón sự diện của người đàn ông hạnh phúc nhất trong hôn lễ ngày hôm nay. Chào mừng chú rể Thế Toàn, xin mời. Kính thưa toàn thể quý vị và các bạn thân mến, và trên lễ đường lúc này đó là sự diện của chú rể Thế Toàn, người hạnh phúc nhất trong hôn lễ ngày hôm nay. Trong giây phút tuyệt vời này, chú rể Thế Toàn đang thực sự xúc động, hồi hộp và hạnh phúc để chờ đợi giây phút được nắm chặt bàn tay thương yêu của người vợ yêu của mình. Và sau đây chúng tôi xin được giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Công là bố của cô dâu Phương Linh sẽ dẫn cô dâu Phương Linh lên đầu cầu huy nương để trao cho chú rể Thế Toàn dưới sự chứng kiến của gia đình cũng như toàn thể quý vị và các bạn. Xin được trân trọng kính mời và một tràng vỗ tay nồng nhiệt để chào đón sự diện của cô dâu Phương Linh. Kính thưa toàn thể quý vị và các bạn thân mến, một mùa xuân mới ấm áp và an lành đang tràn về trên khắp quê hương thân yêu của chúng ta. Và chúng ta đang được sống trong những tiết mùa xuân tươi đẹp của đất trời. Mùa xuân là mùa của trời đất giao hòa, mùa cỏ cây hoa lá đâm chồi nảy lộc, mùa của tình yêu đôi lứa. Và ngày hôm nay trong không gian đẹp nhất, trong không gian kỳ diệu tại trung tâm tổ chức sự kiện Tân Việt Bắc, chúng ta đang được chứng kiến một tình yêu trăm năm của Thế Toàn và Phương Linh, một tình yêu thật đẹp đang nảy nở giữa một tiết xuân tươi đẹp của đất trời. Và giây phút này đây, chúng ta được chứng kiến những bước chân ngập ngừng nhưng hạnh phúc của chú rể Thế Toàn và cô dâu Phương Linh. Họ đã cùng chờ đợi giây phút tuyệt vời nhất, giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, và giây phút tuyệt vời nhất, giây phút đẹp nhất trong hôn lễ ngày hôm nay, khi vòng tay yêu thương của Thế Toàn và Phương Linh, họ đã cùng siết chặt tay nhau, cảm ơn tình cảm thương yêu của ông Nguyễn Văn Công là người cha thương yêu của cô dâu Phương Linh. Và giây phút tuyệt vời này với những bước chân tình yêu trăm năm, họ đã cùng tiến bước lên lễ đường để ra mắt cũng như cảm ơn trân trọng tới sự có mặt của toàn thể quý vị. Một tràng vỗ tay nữa thật nồng nhiệt để chào đón Thế Toàn và Phương Linh. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã được chứng kiến những giây phút trọng đại, tuyệt vời và hạnh phúc nhất của Thế Toàn và Phương Linh. Họ đang thực sự hạnh phúc bên nhau, tay trong tay, nâng những bước chân hạnh phúc tiến bước lên lễ đường. Với niềm hạnh phúc tuyệt vời, họ đang được chào đón sự hiện diện của toàn thể các quý ông quý bà, các quý vị đại biểu khách quý đang hiện diện tại trung tâm tổ chức sự kiện Tân Việt Bắc trong một lễ đường tuyệt vời, hôn lễ của Thế Toàn và Phương Linh ngày hôm nay để đang được chứng kiến những khoảnh khắc đẹp nhất, hạnh phúc nhất và tuyệt vời nhất. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh em, bạn bè cùng toàn thể quý vị tân khách. Hai con chúng tôi sau một thời gian tìm hiểu, được sự đồng ý của hai bên gia đình,
được sự cho phép của cơ quan đoàn thể nơi cháu công tác và cấp ủy chính quyền địa phương nơi cư trú. Hôm nay hai gia đình chúng tôi trang trọng tổ chức lễ thành hôn cho hai con chúng tôi, Thế Toàn và Phương Linh. Sự hiện diện của toàn thể quý vị là niềm vinh dự lớn cho gia đình chúng tôi và hai con chúng tôi. Thay mặt cho gia đình, xin kính chúc toàn thể quý vị mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, tràn ngập niềm vui trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Và thay mặt cho đoàn cán bộ, học viên, nhân viên của tiểu đoàn 6, học viện phòng không quân được từ mảnh đất Kim Sơn, Sơn Tây xa xôi về với mảnh đất Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh dự lễ chung vui của Thế Toàn và Phương Linh hôm nay, xin có lời kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu có mặt trong buổi hôm nay. Xin kính chúc cho sự thông gia bền chặt của hai họ, hai gia đình, và chúc cho tình cảm lứa đôi Thế Toàn, Phương Linh luôn bền chặt, trăm năm hạnh phúc, vui xuân mới, không quên nhiệm vụ, sự nghiệp công tác, học tập tiếp tục còn phía trước. Mong rằng là hôm nay sẽ là tiền đề để các em, các cháu sẽ có một bước cất cánh, tương lai phát triển và bền vững. Xin trân trọng cảm ơn. Những nghi lễ thiêng liêng nhất trong hôn lễ, xin mời Thế Toàn và Phương Linh sẽ cùng tiến bước về phía trước dưới sự chứng kiến của cha mẹ cũng như toàn thể quý vị, sẽ cùng trao cho nhau những chiếc nhẫn cưới đồng nạt tình yêu của mình. Những chiếc nhẫn cưới đồng nạt tình yêu đánh dấu lại thời khắc tuyệt vời, và đây cũng chính là sự khởi đầu cho một mái ấm gia đình hạnh phúc. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live alive, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng phúc trăm năm cho Thế Toàn và Phương Linh. Xin mời. Thưa quý vị, và bây giờ tôi xin phép được đếm và chúng ta sẽ cùng rô, được không ạ? Hai lần đầu chúng ta sẽ rô và lần thứ ba chúng ta sẽ hô là chúc mừng hạnh phúc, được không ạ? Chuẩn bị sẵn sàng nào. 1, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Getting chills when they tell me you're not chosen. Trying to move, but it's hard, I'm out of breath. Oh, oh, oh. Nothing belongs to you in life. Oh, the picture of you cuts like a knife. Whatever they call us, whatever they'll do, they're running in circles, circle of fools. Whatever we will means got nothing to prove. But in the dark we're starting to. Whatever they call us, whatever they'll do, we're running together, I'll be here for you. Whatever we will means we'll find something new.
surrounded by ghosts in white. And whatever they call us, whatever they'll do, they're running in circles.